Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, huyện Văn Lâm long trọng tổ chức lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất và kỷ niệm 25 năm tái lập huyện, ngày 1 tháng 9 năm 1999, ngày 1 tháng 9 năm 2024. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gửi lãng hoa chúc mừng. Dự buổi lễ có đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, nguyên Bí thư Huyện ủy Văn Lâm, Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Quân khu 1. Sau 25 năm tái lập, huyện Văn Lâm nhanh chóng chuyển mình từ một huyện thuần nông thành địa phương có công nghiệp phát triển, trở thành một cực tăng trưởng và có đóng góp lớn vào sự phát triển chung của tỉnh Hưng Yên. Văn Lâm đã dành hơn 1.200 hectare đất cho phát triển công nghiệp. Giá trị sản xuất công nghiệp hiện ước đạt trên 130.000 tỷ đồng, gấp 945 lần so với năm 2000. Công nghiệp xây dựng chiếm trên 81% trong cơ cấu kinh tế, tỷ trọng nông nghiệp chỉ còn trên 3%. Năm 1999, toàn huyện thu ngân sách đạt 4,1 tỷ đồng, thì đến năm 2023 đạt trên 5.300 tỷ đồng, gấp hơn 1.300 lần. Văn Lâm nhiều năm liên tục là địa phương có đóng góp lớn cho ngân sách tỉnh. Văn Lâm là huyện thứ tư trên địa bàn tỉnh được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo còn 0,8%, thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh. Công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức được coi trọng. Với những thành tích đột phá trong 25 năm qua, Đảng bộ chính quyền, quân và dân Văn Lâm vinh dự 3 lần được tặng huân chương lao động hạng nhất.